Rồi, thì bây giờ tôi đã hướng dẫn các bạn cách upload cái website làm sẵn lên trên cái hosting để mình chạy website trên internet luôn. Đầu tiên mình phải đăng nhập vô cái trang hosting của mình. Thì đăng nhập cái này là username mình cấp và hosting mình cấp sẵn rồi nha. Đăng nhập. Rồi vô đây, được chưa? Rồi sau đó mình sẽ vô chỗ là File Manager. Rồi sau đó vô Public HTML. Ở đây mình sẽ thấy có một cái là CG. Chỗ đây mình sẽ thấy là một cái là CGI-bin. Rồi đúng không? CGI-bin. Và sau mình sẽ xóa hết. Xóa hết. Xóa. Nhớ là thấy CGI-bin mới xóa nha. Không phải CGI-bin này không được xóa. Xóa hết. Xóa hết đi. Khi mình xóa mình nhớ đúng là xóa trong cái thư mục public html nha. Nhớ xóa là xóa trong thư mục public html và xóa hết nha. Rồi tiếp theo ở dưới đây mình sẽ thấy cái nút là upload file to current directory. Thấy chưa? Dưới đây. Thấy chưa? Rồi bấm upload file. Ở đây mình chọn cái file thuộc web hồi nãy tôi gửi xuống. Sụp web đây, sụp web sụp cài đây, controller là một, file thứ hai là cái file zip, hai file ha. Rồi upload mình thấy là đường dẫn của mình là public html là đúng ha, rồi upload file. Click here. Rồi, được ta tới đây được chưa? Rồi. À, coi chị dưới đó. Rồi các bạn lên tới cửa đây chưa? Ok hết đúng không? Tiếp theo, vô bắt. Rồi lên đây mình thấy update được hai file giống như tôi vậy là ok ha. Sao kỳ ta? Rung gì vậy? Rồi, được chưa? Rồi, được chưa? Cả lớp. Rồi, được chưa? Rồi ok, tiếp tục nha. Rồi bây giờ quay upload xong rồi mình kiểm tra lại là đúng không? Là nghĩa mình có hai file này, nhớ kiểm tra lại lần nữa là còn có file installer.php nè. Và cái file thời trang này nè, .zip này nè. Thời trang .zip này cái tên là phải để giống như cái tên cúng cơm tôi gửi nha. Còn là không có được đổi tên là nó cài không được. Cái installer thì mình có thể đổi tên khác được, nhưng mà cái file zip này là phải để đúng với y cái tên này. Được chưa? Rồi bây giờ quay vô home. Bên đây là cái sụt web người ta làm sẵn rồi, người ta đưa cho mình cài chạy thôi. Rồi, được chưa? Tới đây được chưa? Quay lại tới đây được chưa? Rồi, qua chỗ MySQL Management, thấy chưa? Ai không thấy thì tôi sẽ phóng to lên nè. Hôm mà quay về thấy chuyện MySQL Manager chưa?
Thấy chưa? Khoan, không thấy chưa đã? Thấy rồi đúng không? Mọi người thấy rồi đúng không? Rồi bấm vô. Bấm vô nè. Bấm vô thì ra được cái này đấy thôi, thấy không? Ra được cái này đây. Của tôi có tại có thẳng rồi, có cái các bạn không có hết kệ đi, không quan tâm. Tôi xóa này luôn. Thì của tôi lại có, một bạn thì mới nên không có, đúng rồi. Rồi, vậy giờ chưa? Bạn thấy chữ Create New Database không? Thấy chữ đó chưa? Rồi. Thấy chưa? Tất cả đều thấy rồi đúng không? Ừ. Thì rồi bấm vô Create New Database. Rồi, các bạn thấy được là Database Name, Username, Username Password, Confirm Password, thấy chưa? Thấy rồi đúng không? Database Name thì mình đặt tên là Data. Username mà đặt tên là User và Password. Rồi mình bấm random. Của riêng mình một, mình nhập password mình phải nhớ. Hai là mình không muốn nhập, mình bấm random cho máy tự nhập. Random đi, random cho bảo mật. Rồi chưa? Ừ. Chút xíu nó sẽ gửi cho mình nữa là khẩu lại. Rồi được chưa? Rồi xong không? Rồi tiếp theo, Create. Create thì sẽ trả cho mình cái mật khẩu ở đây. Mình copy nó để mình lưu lại đây. Chưa? Rồi chưa? Rồi đúng không? Rồi. Rồi sau khi xong rồi mình tiếp qua mở một tab mới nha. Mình gõ tên miền của mình. Tên miền của mình là tôi là thời trang .com xịp intoner.php là cái nãy mình có up cái file intoner.php mình nó chạy file đó lên à. Tên miền của các bạn nghe. Rồi enter, nó sẽ ra cái duplicator role đây. Rồi chưa? À, lúc đó rồi chưa? Rồi tiếp theo ở dưới đây mình bấm là để đọc ha. Rồi bấm net. Rồi để nó extract ra. Rồi tới đây. Database là mình sẽ nhập cái hồi nãy bên đây nè, mình có lưu lại nè. Database chính là cái này, cấp qua nè. Thấy không? Nãy tôi dặn các bạn lưu lại. Thứ hai là cái username là cái này. Đây, qua đây. Và cái thứ ba chính là cái này. Đây. Đây. Rồi nhớ vào bấm vào đây coi có bị khoảng trắng không em, đầu trước đầu sau có bị khoảng trắng hay không, có thì mình gỡ lại ha. Rồi được chưa? Rồi sau đó bấm test. Báo là bad và good là được. Còn nếu nó báo fail thì kiểm tra lại cái chỗ này có nhập đúng như hồi nãy mình ở đây không. Nếu nhập đi nhập lại không được thì vô đây tạo lại cái database khác ha, tạo lại ông quay là hôm MSL management rồi tạo lại database khác, bắt buộc khác, rồi qua đây nhập lại đúng như cái nãy ha. Được chưa? Cái nút là test rồi đúng không, rồi bấm next. Và bấm
One in nè. Ok. Rồi nó in tone rồi. Bạn phải phải bấm test trước. Rồi ra tới đây. Tới đây các bạn, tới đây thấy được giống tôi chưa? Rồi bây giờ tiếp theo là bấm vô cái chỗ tiêu đề á, thì mình nhập lại tiêu đề là website mua bán thời trang này ha. Mua bán thời trang online đi. Rồi online, shop thời trang online đi ha, thêm shop đi. Đó, vậy đi tiêu đề website vậy đi ha. Rồi. Dưới đây tiếp theo bằng option nè. Option đó là mình phải nhập cái username và mật khẩu ha. Để hồi xíu mình log in vô đặng mình đăng nhập vô cái trang quản trị ha. Vô. Nhập vô đây. Username là tôi nhập vô là anh điền password nhớ là nhỏ password cần bỏ là password phức tạp nha. Password nhập sao là nó báo trong vậy nè mới được, mình nhập password yếu là không được nha. Có cái chữ khoa chữ thường ký tự đặc biệt là được rồi. Không, user tạo mới, user để hồi quản trị website, để hồi up bài viết, để hồi mình đăng bài viết quản trị website khác, user kia là user để kết nối database khác hay user khác nhau. Được chưa? Rồi bấm next. Rồi bấm next xong rồi bấm login. Đó, login bằng cái user vừa mới tạo nghe, login bằng user vừa mới tạo. Login bằng user vừa mới tạo nha, user nãy vừa mới tạo ở bước vừa đó đó. Rồi nó dẫn vô cái trang quản trị như thế này là đúng. À, vô thành viên này mình đã thấy đây có hai cái này nó như thế này. Và cái trang này mình có thể tạo thêm thành viên để quản trị website đây. Rồi review website lên, mình thấy website mình giống như website mẫu tôi gửi nha, hay vậy. À, bước tiếp theo từ website này mình sẽ hướng dẫn các bạn là thay đổi logo, menu, danh mục sản phẩm, slider, đăng sản phẩm, đăng bài viết, vân vân. Để tạo các khung chat nha. Rồi, kết thúc video đây, video này chỉ là cài đặt website lên hình hosting. Nha, cài đặt website lên hosting thôi.